Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng tiếp tục với bài số 14 luyện tập chung. Rồi bài ngày hôm trước, mình và các bạn đã cùng làm xong phần A của bài 1, đó là tính nhẩm. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ sang phần B. Bài phần B như sau. Phần B cũng yêu cầu chúng ta đó là tính nhẩm các phép tính này. Thì ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng thực hiện nhé. Phần B, phép tính thứ nhất, 11 trừ 8. Ta tính nhẩm như sau. Ta tách 11 thì bằng 11 thì bằng 10 cộng với 1. Ta lấy 10 trừ 8 bằng 2. 2 cộng ngược lại với 1 thì bằng 3. 11 trừ 8 bằng 3. Tiếp theo, 14 trừ 6. Chúng ta sẽ tách 14 thì bằng 10 cộng 4. Ta lấy 10 trừ 6 bằng 4. 4 cộng 4 bằng 8. Kết quả 14 trừ 6 sẽ bằng 14 trừ 6 bằng 8. Phép tính thứ 3, 13 trừ 7. Ta tách 13 thì bằng 10 cộng với 3. Ta lấy 10 trừ 7 bằng 3. Và tiếp theo cộng với 3, ta bằng 7 cộng 3. 10 trừ 7 bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6. Kết quả của phép tính 13 trừ 7 bằng 6. Tương tự với phép tính thứ 4, phép tính thứ 5 và phép tính thứ 6. Chúng ta làm cũng bằng cách đó là tách số. 12 trừ 5, chúng ta sẽ tách số 12 thì bằng 10 cộng 2. Ta lấy 10 trừ 5 bằng 5, 5 cộng 2 bằng 7. Kết quả của phép tính 12 trừ 5 bằng 7. Tiếp theo, phép tính 17 trừ 9. Ta cũng tách 17 ra. 17 thì bằng 10 cộng với 7. Sau đó ta lấy 10 trừ 9 bằng 1, 1 cộng 7 bằng 8. Kết quả của phép tính 17 trừ 9 bằng 8. Phép tính thứ cuối cùng, 16 trừ 8, ta tách 16 thì bằng 10 cộng 6. Lần lượt ta sẽ lấy 10 trừ đi 8 bằng 2, 2 cộng 6 thì bằng 8. Kết quả của phép tính 16 trừ 8 bằng 8. Các bạn thân mến, vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn tính nhẩm bài phần B, bài luyện tập số 1. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ đừng quên like video và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.